Rồi chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Đồng Nai năm học 2017-2018 thì như sau. Người ta cho chúng ta là bốn kim loại Si với T, là bốn kim loại K, Fe, Cu và Ag. Yêu cầu chúng ta là hãy xác định Si với T thỏa mãn điều kiện sau và viết phương trình hóa học. X tác dụng với dung dịch muối sulfat, Y tác dụng với muối sulfat, X thì tạo ra cái tủa và giải phóng khí. Chúng ta biết là trong bốn kim loại mà tác dụng mà sinh khí thì chỉ có thể là Cu thôi, nhưng chỉ có thể là kali thôi. Như vậy Y chúng ta chắc chắn ở đây là K, vì kali tác dụng được với nước của trong dung dịch để biến thành tạo thành khí hydro, và chính dung dịch cái cao OH sinh ra sẽ đi tác dụng với muối. Trong các muối thì chúng ta chưa biết được muối nào. Tiếp tục, T T có khả năng phản ứng được với muối clorua của X và giải phóng X. Rồi bây giờ T đại được X thì T sẽ lớn hơn X. Như vậy X của chúng ta T lớn hơn X thì chúng ta có hai trường hợp, T có hai trường hợp, một là Fe, hai là Cu, Ag cuối cùng. Và cuối cùng người ta nói là muối nitrat của Z có thể tác dụng được với muối nitrat của T tạo thành Z. Mấu chốt nằm đây em nha. Hôm trước thầy có dạy các bạn quy tắc sắt 3 mang cu và sắt 2 bậc 1. Quy tắc sắt 3 mang cu, sắt 2 bậc 1. Sắt 2 bậc 1 là trong trường hợp này. Em nhìn thấy ở đây nó đánh vào trường hợp sắt 2 bậc 1 này, muối nitrat của Z này cộng với muối nitrat của T này mà tạo ra Z, thì chắc chắn chúng ta tạo ra kim loại là Ag. Muốn tạo ra kim loại Ag thì muối đầu tiên này phải là AgNO3. Và muối của T ở đây là FeNO3 tất cả hai. Các em hiểu vấn đề không? Dựa vào đây thầy xác định được Z là đây. Được chưa? Z là đây. X là đâu ạ? T chúng ta là đây, đúng không ạ? Thì X ở đây là gì? Cu. Bạn hiểu vấn đề thầy nói chưa? Các bạn hiểu vấn đề thầy nói chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh bằng phương trình. Bây giờ Y này, một này. Y chúng ta là kali sẽ đi tác dụng với nước có trong dung dịch biến thành KOH cộng cho H2. Rồi tiếp tục. Bây giờ muối sulfat của X, X chúng ta đã xác định nó là Cu. Thì cái đó là KOH cộng cho COH4. Chúng ta biến thành K2H4 cộng COH hai lần cái tủa. Kiểu câu hỏi này thì đối với chương trình mới này thầy dự đoán là câu này dễ xuất hiện lắm em. Thấy chưa? Bởi vì nó đang học có rắn gắn liền với kim loại, rất là dễ xuất hiện. Rồi, hết cái ý đầu tiên. T có khả năng tác dụng với muối cloro của X. T chúng ta xác định nó là Fe. Fe chúng ta đi tác dụng với muối cloro của X là CuCl2 để biến thành FeCl2 cộng Cu. Được chưa? Và cuối cùng chúng ta đã xác định được đây là phương trình số 3. Rồi, không biết là thầy dùng tất cả những gì thầy đang giảng đây các bạn có nắm rõ vấn đề hay không? Chỉ cần thầy nói các bạn là trong một bài toán thầy chỉ cần thầy đọc một câu thần chú là sẽ làm được tất cả. Ở đây mình dùng quy tắc sắt 2 bậc 1 em nha. Đây là trường hợp đặc biệt mà hai muối cùng các axit tác dụng với nhau. Em hết sức lưu ý khi đi thi khi làm bài toán này nha. Bây giờ mình sẽ nói rõ chỗ này cho bạn rõ chưa? Và dưới đây nó sẽ tạo thành FeNO3 tất cả 3. Bây giờ nội dung lý thuyết này thì thầy đã có nói rõ cho bạn trong cái phần file lý thuyết, các bạn có thể xem lại. Bạn có thể bỏ thời gian bạn xem lại cho thầy ở chỗ này, cái chỗ Fe tác dụng AgNO3 dư thì em sẽ rõ được cái phản ứng của FeNO3 tất cả 2 với AgNO3, thầy giải thích rất rõ nha. Đó, số 13 em nhé. Không xem số 13 thì em có thể xem thêm số 3 nữa. Và hai cái điều này thầy sẽ gửi đến nhóm để tới nhóm này chúng ta xem cho nó dễ. Về tất cả bí kíp ở đây thầy đều ghi rất đơn giản cho bạn dễ hiểu.